Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.6, mang biển kiểm soát 36A01306. Hiện tại chiếc Hyundai Avante, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Avante bản sedan hai đầu, sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe, trang bị la răng đúc 4 bánh, mang biển kiểm soát hoa thanh quế các bác nhá, trang bị màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe máy số zin, vâng, xe đẹp, vâng. Bàn phím tích hợp trên mô lăng, nội thất thì ghế da hai màu tươi được rói các bác này. Ghế da hai màu tươi được rói các bác nhá. Đấy, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện. Một mẫu xe gia đình sử dụng, đó là một mẫu xe Hyundai Avante đẹp xuất sắc các bác nhá. Hệ thống ốc áp bản nề, đấy, có xem ốc áp bản nề chưa hề động đến cái mỏ led. Tem mác theo nhà máy sản xuất, đó là một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, đấy, xe đẹp, máy zin, đấy, tất cả hệ thống táp ly cánh cửa này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này các bác này, đấy, táp ly cánh cửa vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante, một mẫu xe bản sedan hai đầu, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay hỏng hoạt các bác nhé. Một mẫu xe Hyundai Avante, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh. Và đây là phần hệ thống bô lăng của xe các bác này. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá, bô lăng 3 chấu rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Đây, mặt đồng hồ các bác này. Đây, máy thì búng nhẹ cái lổ ngay các bác nhá, túi khí ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện, xi nhan báo rẽ, hoạt động rất là trơn tru. Một mẫu xe gia đình sử dụng, vâng, một mẫu xe Hyundai Avante, không taxi, không dịch vụ, mà giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác nhé. Hệ thống táp lô của xe các bác này, đấy, táp lô này rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, táp lô này. Đây, tất cả những cái phím điều hòa các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn, điều hòa rất là mát. Hệ thống quả số này, phanh tay này. Đấy, trần của nó là trần nỉ các bạn nhá, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe, hệ thống chắn nắng này. Đấy, mở ra thì có cả gương trang điểm các bạn nhá. Đấy, gương trang điểm chắn nóng rất là đẹp luôn. Đấy, hộp đựng kính này. Đấy, hệ thống đèn trần này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác này. Đó, gương chiếu hậu này. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng Hyundai Avante, dòng Hyundai thì các bác đã biết đấy, máy móc của nó rất là ổn định luôn. Vâng, hệ thống kính nhìn xuống hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng các bác này. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhé. Đấy, màn hình cam nồi các bác này. Đấy, camera lùi đầy đủ thôi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Gương điện này các bác này. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Đấy, bô lăng của nó này, xe gia đình nên là bô lăng còn rất là đẹp luôn. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo nhé. Thank you.
Vâng, đây là phần tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn với động cơ của nó là 1.6 các bác nhá. Máy nổ giòn tan các bác này. Đấy, máy nổ giòn tan các bác nhá. Máy rất là êm luôn. Đấy, máy zin các bác nhá. Con này máy vẫn còn zin chưa hạ các bác này. Đấy, tất cả hệ thống phụ trợ sóc này, tinh tán dần dần này, ô sập kê luôn. Đấy, tất cả hệ thống tinh tán các bác nhá. Nguyên đài như kiện luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em nói nhá. Một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Mà giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đấy, máy móc này rất cổ, rất là êm, khô ráo sạch sẽ rồi các bác nhá. Đấy, các bác mua về chỉ việc cổ xong và sử dụng thôi. Đấy, máy con này vẫn còn zin chưa hạ các bác này. Đấy, máy lổ còn tan luôn. Đấy, máy lổ còn tan, sơn zin màu đen sơn son. Xe gia đình không taxi không phụ các bác nhé. Vâng, chỉ với 262 triệu đồng, các bạn đã sở hữu mẫu xe Hyundai Avante hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vâng, đây là phần tổng quan của lắp cabo này. Đấy, tổng quan của lắp cabo các bác nhá, tất cả các lỗ của nó tròn zin nguyên bản luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, bốn máy, máy 1.6 các bác nhá. Đấy, máy lỗ còn tan, máy đang còn nó này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm động cơ khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm động cơ khoang máy này. Đấy, gầm động cơ khoang máy thôi nhé, không hề có một chút chỉ dầu nào. Sơn xi màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, hệ thống đèn đóm này các bác này, đèn pha, đèn gầm này. Đấy, các bác xem rất là sáng bóng đều nhau luôn. Sơn xi thì màu đen xịn sò, thân vỏ rất là cứng luôn. Đấy, các bác mua về thì được đổ xong và sử dụng luôn, la ra lúc bốn bánh luôn. Đấy, dàn hai quả lốp phần trước thì nó hơi bị chọc một chút các bác nhá. Đấy, tí thì nữa thì chúng em sẽ đi thay đôi lốp phần trước này. Đấy, đôi lốp phần trước nó hơi chọc một chút thì tí nữa em cho đi thay các bác nhá. Hệ thống tụt giảm sóc này. Đấy, hệ thống vua lốp này. Đấy, ok luôn. Xi nhan báo rẽ trên gương. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2023. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man luôn. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò. Vâng. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly của nó vẫn còn gai sần các bác này. Đấy, tất cả này, ốc áp bản nề này, phần hệ thống phụ cánh cửa này. Đấy, tất cả phụ cánh cửa quá nhá, keo chỉ này đều tắp tắp luôn. Đấy, phụ cánh cửa rất là đẹp luôn. Hệ thống tem mát thằng máy sản xuất này, ốc áp này. Đấy, các bác xem chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Phần cột kèo của xe. Đấy, hệ thống cột kèo này. Đấy, cột kèo zin các bác nhá. Đấy, cột kèo đinh tán zin luôn. Nội thất thì tươi cho nói rồi. Màn hình cam đuôi đầy đủ các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen, vâng, xịn sò luôn. Đây là phần hàng ghế đằng sau này. Đấy, hàng ghế đằng sau các bác nhá. Đấy, đã khoác trên mình bộ áo ghế da bên ngoài. Đấy, bên trong thì vẫn là ghế da xịn sò các bác nhá. Đấy, bên trong vẫn còn là ghế da xịn sò luôn. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Bệ bậc lên xuống nha. Hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, âm thanh thì rất là hay luôn. Đấy, hốc hác bản nè. Phần cột kèo của xe. Đấy, cột kèo các bác nhá, cột kèo zin luôn. Phần táp khung cánh cửa các bác này. Đấy, tất cả khung cánh cửa các bác nhá.
Rồi, keo chỉ đều tắp tắp luôn. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, phần cua lốp các bác nhá. Đó, không hề có hiện tượng mục mọt này. Một mẫu xe gia đình sử dụng Hyundai Avante, sản xuất năm 2011, động cơ 1.6, xe tư nhân gia đình sử dụng, keo chỉ zin, máy zin, với giá tiền 262 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Hệ thống cốp sau xe các bác này, bản sedan 2 đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhé. Đây, tất cả những cái đinh tán này. Đấy, đinh tán các bác này, hai bên nguyên bản luôn. Phần tổng quan của lắp cốp này. Đó, các lỗ của nó các bác này không hề mó méo các bác nhá. Đấy, không hề có hiện tượng mó méo luôn. Đây là phần cốp sau xe này. Đấy, sàn xe các bác này. Đấy, sàn xe này không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011. Và đây là phần gầm của xe các bác này. Đấy, gầm của xe các bác nhé. Đấy, gầm của xe không hề mục mọt chi này. Rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2011. Xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Mà giá tiền thì chỉ với 262 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Đấy, một mẫu xe phân khúc hạng C. Đây là phần hệ thống táp đi cánh cửa này. Đấy, táp đi cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, tất cả khung cánh cửa các bác nhé. Đấy, keo chỉ này, đều tắp tắp luôn. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo này, các bác xem, cột kèo zin luôn. Cột kèo zin, nội thất tươi. Vâng, vô lăng thì tích hợp bàn phím trên vô lăng, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, tư nhân chính chủ biển 36 biển Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, sơn xịt màu đen xịn sò, xe gia đình sử dụng, máy zin, với giá tiền chỉ với 262 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.